Hello các bạn, hôm nay mời các bạn cùng mình unbox chiếc tai nghe Cochibu nha. Chiếc tai nghe này thì mình mua trên Shopee với giá là hơn 1,3 triệu một chút. Các bạn muốn mua có thể tham khảo đường link mà mình để trong phần mô tả nha. Ok, bây giờ mình sẽ unbox nha. Em nó đây rồi. Ui, cái hộp của nó trông khá là xinh đúng không? Đó. Đây. Mình thấy khá là xinh nha. Mình sẽ cho các bạn xem cái màu hồng. Đây. Năm ngoái thì mình đã được bạn tặng một cái màu hồng như thế này. Lúc đấy là màu hồng là mình chọn luôn. Bởi vì là màu hồng lúc mới trông nó rất là xinh. Nhưng mà theo thời gian nó dùng thì các bạn có thể thấy này. Màu nó hơi bị bẩn này. Đó. Và mình đã bị làm mất một bên tai rồi. Chỉ có một bên thôi. Đúng, rất là tiếc nha. Vì vậy nên lần này mình đã quyết định rước một em màu đen về. Chúng mình sẽ cùng unbox cái màu đen này nhá. Ui, lần thứ hai để unbox các bạn ạ. Đó. Mình sẽ có một cái sách hướng dẫn này. Tập bằng tiếng Nhật luôn. Tôi một cái quyển hướng dẫn sử dụng. Quyển hướng dẫn sử dụng này mình nhớ là có cả tiếng Anh. Đúng rồi, quyển hướng dẫn sử dụng này có cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Tuy nhiên thì mình có một cái trang mà nó có bản dịch tiếng Việt của những cái hướng dẫn sử dụng trong này. Mình sẽ đính kèm một link các bạn có thể tham khảo nha. Người ta dịch luôn sang tiếng Việt đó, nên là mình sẽ có thể dùng luôn mà đỡ phải đọc quyển này. Đúng rồi, ở dưới này thì mình có một cái tai nghe này. Wow. Cái tai nghe này màu nó không hẳn là màu đen đâu các bạn ạ. Nó nhám. Mình sẽ gần cho các bạn xem nhé. Đó. Đây. Bây giờ mình sẽ bóc siêu ra luôn. Bóc siêu ra này. Ok. Bóc siêu nó ra luôn. Cảm quan ban đầu thì màu đen này lúc mới nó không được đẹp như màu hồng đâu. Tuy nhiên thì mình hy vọng là nó sẽ được kiểu như nó được đẹp lâu ấy. Bởi vì là màu hồng này nó bẩn quá. Đây này, màu hồng trước này của mình nó hơi bẩn. Bây giờ đèn đang nhấp nháy là pin yếu này. Nhưng mà các bạn có thể thấy này, cái màu đen này nó nhám hơn một chút so với màu hồng. Trông khá đẹp nha. Nó không bị kiểu đen bóng ấy. Có vẻ là mình khá là ưng đó. À, mình nhớ còn có một cái cáp sạc nữa. Đây xong. Mình sẽ có một cái cáp sạc. Một cáp sạc taxi nha. Một cáp sạc taxi nha. Đây chính là cáp sạc của nó. Trong này mình sẽ có mấy cái nút tai để thay ấy. Không phải mấy cái nút tai mà ví dụ như là đây này. Cái mà, đó, cái nút này. Mình phải cay sang cái cỡ nhỏ nhất vì tai mình hơi nhỏ. Mình sẽ thay cái nút tai nhỏ hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi sạc thử nó đã nha. Rồi, mình đã sạc một chút chiếc tai nghe này. Thì các bạn có thể thấy là khi mà mình sạc chưa đầy thì tai nghe nó mở ra nó vẫn báo màu đỏ này. Nói một chút về chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe này. Thì với mình là một người mà sử dụng cơ bản, mình cũng không có cơ hội để trải nghiệm quá nhiều những chiếc tai nghe Bluetooth khác. Tuy nhiên thì mình thấy là chiếc tai nghe này có chất lượng âm khá là tốt, đặc biệt là những âm trầm. Về một số tính năng thì các bạn có thể chạm vào một trong hai chiếc tai nghe bên trái hoặc bên phải để dừng bản nhạc và bắt đầu lại bản nhạc. Mình có thể chạm hai lần vào tai nghe bên phải để giảm âm lượng và chạm hai lần vào tai nghe bên trái để tăng âm lượng. Ngoài ra thì khi đang nghe tai nghe mà cuộc gọi đến thì mình có thể chạm vào một trong hai bên để nghe cuộc gọi. Với trải nghiệm của mình thì chiếc tai nghe này là khá là tốt trong tầm giá. Thứ nhất là mình có một chiếc tai nghe khoảng hơn 1 triệu thôi, tuy nhiên thì đến từ một thương hiệu của Nhật Bản. Và mình đã sử dụng trong 1 năm rồi. Chất lượng âm thanh ok. Và như các bạn đã thấy là nói chung mình rất thích cái thiết kế của nó. Thiết kế rất là đơn giản nhưng mà khi mà cầm lên các bạn thấy này, nó rất là chắc tay. Nói chung là mình rất là ưng nha. Highly recommend các bạn mua chiếc tai nghe này. Mà đặc biệt là mua màu đen nha, đừng mua màu hồng, trời ơi nó bẩn lắm ấy.
Và thêm một điểm nữa là chiếc tai nghe này khá là khó mua case trên Shopee nha. Bởi vì là mình tìm một hồi á, AirPods thì có rất nhiều case tai nghe rất là đẹp, tuy nhiên là cái này thì không có. Nên là mình phải dùng trần, mà dùng trần thì nên mua màu đen các bạn ơi. Ok, đây là toàn bộ phần review của mình. Hy vọng là các bạn thích. Bye bye.